Bản tin sáng ngày 22 tháng 1 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh cho biết, trong ngày hôm qua đã có thêm 168 bệnh nhân xuất diện, nâng tổng số bệnh nhân xuất diện đến nay là 32.976 người. Hiện còn 1.423 bệnh nhân đang được điều trị, trong đó có 758 bệnh nhân được điều trị tại nhà. Trong ngày 21 tháng 1 cũng đã có 3 bệnh nhân tử vong do COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân tử vong lên 317 người. Trong 24 giờ qua, ghi nhận 108 ca nhiễm mới, giảm 5 ca so với ngày trước, trong đó có 80 ca trong cộng đồng tăng 15 ca. Cụ thể, 21 ca ghi nhận tại Quyền Đông Hải, 20 ca tại thành phố Bạc Liêu, 24 ca ghi nhận tại các bệnh viện, 5 ca ghi nhận tại Quyền Hòa Bình, 5 ca ghi nhận tại thị xã Giá Rai. Quyện Hồng Dân ghi nhận 2 ca tại xã Lộc Ninh và xã Ninh Hòa, 2 ca ghi nhận tại huyện Phước Long có địa chỉ tại thị trấn Phước Long, 1 ca ghi nhận tại huyện Vĩnh Lợi có địa chỉ tại thị trấn Châu Hưng, 24 ca ghi nhận tại các điểm cách ly, 4 ca đến về từ các tỉnh thành phố khác.